đi. Xin chào chị Thúy Vũ ạ. Chào mọi người nhá. Hôm nay lại một mình em chiến đấu thôi. Thế nên là em sẽ lên áo mông tư duy. Lên được bao nhiêu thì lên, không lên thì nhân viên lại lên sau các bạn. Áo mông tư duy mọi người nhé. Giá từ hôm nay khung mới đấy, từ 50.000 đến 80.000. 50, 60, 70, 80. Hai dây ba lỗ ướt thì là 50. Còn dài tay thì là tầm 70, 80. Tập này là mua mông tư duy ngon rồi. Chào chị Ngô Huế nhé. Chào mọi người. Cho chị coi cái họa tiết caro bên xà bên phải được không? Không biết. Chị đợi em chút nhé chị ơi. Cái này đúng không? Cái này à? Cái đấy là răng xà lá chị Trần Thị Nhung ạ. Rồi, xin chào Quỳnh nha. Và thả tim với kinh nhé. Giờ này em đang nơi nào? Em có đi tình nguyện ở đâu không? Cái đấy là áo dài tay. Này có áo mẫu nào đẹp không chị ạ? Này chị không biết. Không biết em có mặc hợp với cái nào không? Yến Nhi ạ, hello mọi người. Không hiện số người xem. Để em một chút nhé. Khoảng 2 phút nữa thì chị em mình bắt đầu luôn đi. Lai xong sớm thì sớm thôi. Có crop top với chị, mông tư duy 65 cân cũng có luôn nhé chị nhá. Cho chị bóng xinh với chị Yến Nhi đấy, cho chị Kỳ Nam Nguyễn nhá. Cho chị Trí Đặng. Trí Đặng gì đấy. Cô đấy chị Yến Nhi ạ. Có size 65 cân chị ơi. Size gì có. Cái con sói này nó không phải là áo mông tư duy đâu chị ơi. Nó không phải áo mông tư duy, nó là áo thun. Ok, xin chào 86 chị đã xem live ạ. Mọi người ơi, mọi người sẵn sàng chưa? Đây, hôm nay những con áo mông tư duy rất đẹp như này, hai dây ba lỗ như này thì giá sẽ là 50.000 nhé các bạn nhé. Còn những em mà có tay và bẹt vai một chất liệu kiểu băng cuốn như này thì giá sẽ là 80. Giá sẽ là 80 nhé mọi người nhé. Dưới cổ luôn. Cái này chị đang hỏi crop top, mọi người có thể xem em này nhé. Crop top size S này. Có hàng khuy đằng trước rất xinh luôn. Con này thì giá khoảng 60. Mọi người có thể dễ, rất là dễ để phối. Chồng vì em bé nhanh lớn nhỉ. Chồng vì em bé nhanh lớn nhỉ. Mẹ em bé còn nhanh lớn hơn là mẹ em bé tăng 7-8 cân rồi là. Ok, có cả những em sát lách cao cổ, nói chung là sẽ có rất nhiều kiểu dáng để cho mọi người. Cái này thì con này chỉ 50-60 thôi, mọi người sẽ có một em áo mặc rất là thích luôn. Đây này, chị con như này mọi người này, khóa kéo sau nhé mọi người. Chào 132 chị đã xem nhá. Em like luôn nhé mọi người nhé, để mình trắng cái vai. Ok, chị Yến Nhi lấy trắng cái vai này. Con này chất liệu của nó là băng cuốn đấy nhá chị nhá. Chất liệu của nó là băng cuốn đấy, đảm bảo với chị là rất là đẹp luôn. Đằng trong hàng này là hàng 5 Plus, chất liệu băng cuốn nhé.
Em này dưới 55 cân là ok luôn này. 80.000 mã là 609. 80k mã số là 609 cho em này. Đây. Em này nhá, một em sát lách có cổ, mà có cổ này. Kéo khóa kéo sau nhá, dưới 53 cân quay đầu mặt đẹp thôi. 60.000 mã là 405. 60k mã 405 cho em này. Crop top. Chị nhìn lên mã chị ơi. Crop top cho em nhá. Crop top để size S. Chị lên mã nhá. Size S cho em ạ, dưới 50 cân quay đầu ạ. 60.000 mã là 423. 60k mã 423 cho em ạ. 609 cho chị Yến Nhi. Tiếp theo nhá, em này size SM cho em này. Ba lỗ nhá, SM cho em. Em lấy mọi người giá 50.000 mã là 415. 50k mã 415. Chị Yến Nhi mau lên địa chỉ đi chị ơi. 50k mã 415. Tiếp theo này, em này 50-55 cân nhá. Ba lỗ này, 50-55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu ok luôn. Dưới 55 cân nhá. Em này lấy 50.000 thôi, mã số là 421. 50k mã số 421 cho em nhá. 405 cho chị Kiều Kiều. 421 cho em này. Tiếp theo nhá. 423 cho chị Nguyễn Thảo. Đây, em này size M cho em, size chuẩn M nhá. Em này là sắt lách cho em. Em này 50.000 mã là 414. 50k mã 414 cho em này. Và hai em hai dây rất xinh luôn. Hai dây này size S nhá. Mác ở lộ ra ngoài luôn, size chuẩn S thôi. Hai em này em lấy mọi người giá 70.000 hai em nhá. Một em là crop top bra ấy. Một em là váy hai dây áo hai dây rất đẹp và có đính ngọc này. Hai này 70.000 nhá, size 40 đến 50 cân, dưới 50 cân nhá. Hai này 70.000 này. Mã số 427 Kiều Kiều. 417. 417 chị Xuân Thu. 417 cho em này. Em này nhá, các chị có cân nặng size S và M dưới 52 cân nhá. 52 cân quay đầu mặt đẹp này, 80.000 mã là 539. 80k mã số 539. Tiếp theo ạ. Em này các chị size SM mặc đẹp nhé, cổ gen cho em này, dưới 55 cân. Dưới 55 cân đằng trước có đính hạt rất xinh nhá. Em này 50.000 mã là 418. 50k mã là 418 cho em. Em like sẽ nhanh thôi bởi vì đây một em này nhá. Em này 48 đến 52 cân. Em này 50 cân này. Em này nó là một em cúp ngực nhá mọi người, hai bên tay này. 48 đến 53 cân, dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 50 ạ, à, mã số là 485, chất liệu con dạ tốt nhá. 485 cho em này. Tiếp theo một em size M nhỏ thôi. 48 đến 52 cân, dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 52 cân. 80.000 mã là 269. 80k mã số là 269 cho em nhé mọi nhá. Đây, một em mông tư ghi của Nam. Chồng chị nào có cân nặng tầm từ 57 đến 63 cân của Nam nhá. Nữ mặc cũng được luôn, dưới 63 cân của Nam nhé. 63 cân của Nam này, em này em lấy mọi người mức giá là 80.000 của Nam nhé. 80.000 mã là 52. 80.000 mã là 52. Tiếp theo là size M cho em, chất liệu dệt kim nhé. Chất liệu dệt kim, 48 đến 53 cân, dưới 53 cân nhé. Dưới 53 cân này, em này em lấy mọi người chất liệu dệt kim này 70.000 mã là 198. 70.000 mã 198 này, chất liệu như băng cuốn luôn nhé mọi người nhé. Cổ thuyền, tay le, chất liệu như băng cuốn luôn này. 45 đến 52 cân. Dưới 52 cân nhé bạn nhé. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em. 50k chị em này em thấy mọi người giá 80.000 mã là 530. 80k mã 530 cho em nhé bạn nhé. Màu này nhã và rất đẹp luôn. Em này nó là chất dệt kim này, S và M dưới 53 cân nhất, màu nhã lắm. Dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 53 cân thôi. Em này mức giá là 80.000 mã là 177. 80k mã 177 cho em này. Tiếp theo ạ, một em áo có cổ nhá. Con này nó không phải mông tư ghi mà nó là chất len mỏng cho em. Crop top len mỏng nhá. Em này các chị size S thôi, có cổ này, dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Len mỏng 70.000 mã là 218. 70k mã số là 218 cho em. Tiếp theo này, crop top size XS thôi, 40-48 cân nhá. Dưới 48 cân quay đầu mặc đẹp này. Crop top size XS nhá. 177 em này em lấy 60.000 mã là 132. Crop top chị Hồng Kiến nữa. Crop top cho em này. Đây, em này crop top dệt kim luôn này. Em này dưới 52 cân, 47-52 cân nhá. 60.000 mã là 148 này. 60k mã số là 148 cho em này. Tiếp theo của em ba lỗ rất xinh luôn nhá. Ba lỗ này size M. Ba lỗ size M cho em 48-55 cân nhá. 50.000 mã số là 146. 50k mã 146 cho em này. Crop top tiếp này, con này xinh. Size M, crop top nhá, 48-55 cân này. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 55 cân, 70.000 mã 145. 70k mã 145. Có 60kg chị ơi. Đây đẹp chưa? Size SM cho em này có hàng khuy đằng trước nhá, thì con crop top phải đẹp lắm. Em này 47 đến 53 cân, dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Nó là giả cardigan nhá, 70.000 mã 462. 70.000 mã 462 cho em. Đây, nhiều crop top này. 48 đến 55 cân tiếp này.
dưới 55 cân quay đầu mặt đẹp cho em nhé. 60.000 mã là 446 này. 445 cho chị. Hải thủy thành trang. Bốn bốn sáu nha, em phải like nhanh rồi, em chỉ like được khoảng khi một tiếng là em đã mệt lắm luôn á. Đây em này tay lỡ cho em nhá, chất liệu dệt kim siêu đẹp luôn này, 48-55 cân nhá. Em này mức giá là 80.000 mã 444. Đây mà em rút dây này chưa, rút dây siêu đẹp nhé mọi nhá, cái dây này có thể thắt được này, chất lượng đẹp lắm. Dưới 52 cân, 40-52 cân nhá, 80.000 mã 447, 80.000 mã 447 cho em này. Em này là một em sắt lách bèo rất xinh luôn nhá, sắt lách bèo này em lấy mọi người 50.000 thôi. Điều, FM phương. Dưới 52 cân nhé, 50.000 mã là 443, 50k mã 443 cho em nhé. Tiếp theo này, em này chất liệu dệt kim đẹp chưa, dưới 50 cân thôi, 40-50 cân, dưới 50 cân nhé, 80.000 mã là 168, 80k mã 168. 214 cho chị bóng xinh. Tiếp theo ạ, em này các chị size dưới 52 cân nhé. Đây, con này chất đẹp này, 47-52 cân nhé mọi nhá, mịt mịt màu nhá, dưới 52 cân quay đầu mặt đẹp này, 80.000 mã là 153, mã 153 cho em này, mông tơ ghi này như mông tơ ghi Pháp luôn này, trời ơi. Em này các chị 60-65 cân đây này, chất đẹp lắm, 60-65 cân loại cổ nhá, dưới 65 cân, 80.000 mã số là 455, 80k mã 455, crop top này, đẹp chưa? Crop top này các chị có cân nặng size nhỏ cho em nhé, dưới 50 cân, dưới 50 cân thôi, chất liệu co giãn nhiều, 60.000 mã 442, 60.000 mã 442 cho em nhé mọi nhé. Tiếp theo ạ, các chị size LXL cho em này, chất này sướng lắm. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhé, em này 70.000 mã là 452, 70.000 mã 452 cho em này. Size chuẩn S cho em nhé mọi nhé, chuẩn S thôi, 40-48 cân. Cho chị tóc tém. Dưới 48 cân, dưới 48 cân nhá. Em này 80.000 mã là 491, 80k mã 491 cho em. Chất liệu dệt kim cho em này, con này nếu tính là phông này là rất đẹp luôn này. Em này 50-55 cân nhá, dưới 55 cân này em tính là phông cho mọi người nhá, 60.000 mã là 490. Nhưng mà chất liệu nó co giãn như này này, 490 cho em nhé mọi nhá. À, em này là đục lỗ cho em này, cardigan nhé mọi nhá, có hàng quy đằng trước này. Để em chút nhé. Em này các chị size tầm 50-60 cân nhá. Em này 80.000 mã là 473, 80.000 mã 473 cho em này. 55-60 cân có cổ nhá, 55-60 cân ạ. Em này mức giá 70.000 mã là 472 cho em này. Tiếp theo, màu trắng nhá, chất liệu như là băng cuốn, hàng Mila nhé mọi nhá, 48-53 cân nhé mọi nhá. Con này thì lên form đảm bảo đẹp luôn, 48-53 cân nhá, chất như băng cuốn luôn ạ, 80.000 mã 477, 80.000 mã 477 cho em này. Con này chỉ size XS thôi, vai của nó là vai bồng nhá, rất xinh luôn, 40-48 cân. Trang Lê bao vệ chỉ đi ạ. Em này của Zara đấy, 47 chị Thủy Bùi, thằng Âu luôn đấy mọi người, 40-48 cân nhá, dưới 48 cân này. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 80.000, hàng của Zara nhá, xinh lắm, vai bồng, mã là 487, 487 cho em này. Tiếp theo này, tay re nhá, màu của nó màu kem cho em, 48-55 cân, dưới 55 cân nhá, 80.000 mã là 492, 80k mã 492 cho em. Con này là chất liệu mông tư ghi như mông tư ghi Pháp luôn này, có độ vai nhá mọi nhá, 50-55 cân cho em, màu hồng nhẹ nhạt, chất liệu của nó rất đẹp luôn. 47 cho chị Khánh Linh. 50-55 cân nhá, dưới 55 cân này. Em này như mông tư ghi Pháp luôn, 80.000 mã là 478. Chị xuống 2 địa chỉ này được chút tiếp ạ. 80k mã 478. Chị Khánh Linh bao nhiêu thông tin nhỉ? Mọi người khách mới cho em xin thông tin luôn nhá. Em sẽ like rất là nhanh thôi, em chỉ like 9:30 rồi. Em sợ hôm nay này em không like được lâu á. 50-55 cân nhá, dưới 55 cân này. Con này chất đẹp lắm, 80.000 mã là 489, 489 cho em, 489 cho em nhé mọi nhá. Size này các chị có cân nặng dưới 52 cân nhé. Ôi, em Zara không bảo là chốt à? Đưa chị không Zara. Em ơi, hàng áo của tôi đấy nhá, vai bồng đây này, nhìn chưa? Con này các chị dưới 50 cân là ok, size nhỏ. 478 cho chị Hương Nguyễn. Trời ơi, đi ngồi săn cái gì vậy? Trong khi đó vai của nó vai bồng như này. Eo ơi. Các bà mà chỉ
có xem không, không muốn mua thì bảo tôi một câu rồi ngồi nói chuyện cho nhanh. Thật sự luôn ấy. Em để cho người nó mặc hai 80.000 của Zara mã 487 out đấy. Nói em like nhanh không phải là em không đọc thương hiệu cho mọi người đâu. Chỉ là mọi người không lấy thôi, mọi người chỉ xem không mà không muốn mua thì để like cho kiểu khác. Em này 50-55 cân nhá, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Em này em lấy mọi người 80.000 mã 441. Zara mã 487 chị ơi. Có tay luôn á. 487 cho chị Nguyễn Thư. Con lấy về mặc thử xem có đẹp không nhá. Trời ơi, ngồi săn kiểu gì vậy? Săn lại săn trượt. Có tay á. 40-50 cân có đốt tốp này, dưới 50 cân nhá, 60.000 mã là 470. Nhìn này, nhìn cái chất lượng hàng ấy, nhìn giá. Tiếp theo này, em này các chị dưới 52 cân nhá. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 52 cân nhá. Em này lấy một người 60.000 mã là 469. Có tay. 469 cho em này. Trời ơi, chứ phải để nhắc nhắc cái đấy. Đây, ngồi săn phải săn cái con như thế nào. Chị Phương Hiền. Bình thường mọi người mua có chị Đức Diệp Phương. Có nó phải tầm 700-800 á. Cái con đấy á, nếu mà không muốn nói là 999 á. Không phải bán rẻ là 469 thì hút lần. Không phải. Chị Diệp Phương đi bao vệ chỉ để được số tiếp ạ. Chốt nhà này chẳng bao giờ được, thế thì chắc là chị không có duyên rồi chị ạ. Em này các chị 48-55 cân nhá, dưới 55 cân này 80.000 mã số là 19195. Nhà này với nhà kia khó đấy. Em này các chị size M cho em này, 48-55 cân nhá, dưới 55 cân này 80.000 mã là 546, tay lỡ nhá. Em ơi, đấy là chị nói với tất cả mọi người hay chị nói với em vậy? Trời, hôm nay là em bắt đầu để ý chốt mặt rồi, chứ bình thường em không để ý cái đấy đâu. Nếu chị nói với bạn bè chị chốt nhà này chả bao giờ được thì ok, nhưng mà nói với em mà chốt nhà này chả bao giờ được ý. Em coi em là cái này ấy, em sợ lắm chị ạ. Em này 40-50 cân nhá, dưới 50 cân này. Em này em lấy mọi người 70.000 nhá, mã là 545. Bình thường mọi hôm em không lấy đâu, em này nó là len nhá. Mọi hôm em không để ý mấy câu đấy đâu. Nay em để ý đấy chị ạ. Em này 50-55 cân nhá. Cái này của nó này có lông cừu nguyên chất 100% đây này các bạn này. Len nhá bạn nhá. 50-55 cân cho em này. Em này lấy mọi người 80.000 mã em này là 245. 545 chị. Anh ấy chị Đức Diệp Phương. Chị Đức Diệp Phương đi bóc địa chỉ cho tiếp sự chốt đi. 546 chị Minh Thu Phạm. Tiếp theo nhá bạn nhá, một em hàng hiệu này. Đây, chúng ta đi tặng nhau đây này. Em này nhá, em này cái chồng chị nào 60-65 cân nhá, dưới 65 cân này. Em này 80.000 mã là 244. Đột nhiên hơi khó tính nhá. Em này nó chính cô thì Thanh Huyền. 55-60 cân nhá, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp này, dưới 60 cân nhá. 70.000 mã em này là 243. 70.000 mã chị 243. Một em mong tôi ghi của nam nhé bạn nhá. Đây, 60-65 cân còn tem luôn này. Nam nhé bạn nhá, 60-65 cân, dưới 65 cân nhá. Em này mức giá của nó là 80.000 mã em này là 236. 245 nữa chị Minh Thu Phạm. Tiếp theo là màu gel nhá, con này là chất liệu dệt kim cho em nhá. Minh Thu Phạm đi bao nhiêu địa chỉ đi ạ? 47-52 cân, dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 52 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá 70.000, mã số là 237. 237 cho em này. 50 đấy. Con này đang bị hơi tước tay. Một em sát lách nhá bạn nhá. Em này các chị có cân nặng dưới 53 cân. Dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 50.000 mã số 40. 50k mã số 40. Có váy mông cho chị. Tôi chưa làm được váy mông đâu các đồng chí ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là sức khỏe có hạn ấy. Bây giờ tôi chỉ làm đúng là cầm chừng đến lúc đẻ thôi. Sau lúc đẻ thì tính tiếp ạ. 40-50 cân nhá, dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp crop top này. Dưới 50 cân nhá. Em này lấy 60.000 mã là 436. 436 cho em nhá. Tiếp theo mọi người ơi. Tiếp theo này, 48-55 cân nhé mọi nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này lấy 80.000 mã là 232. 80k
em này là một em khuét vai nhá. Tay của nó là tay lỡ. Em này dưới 53 cân quay đầu mặt đẹp nhá. 47 đến 53 cân này. Em này em lấy 80.000 mã là 562. 83 mã số là 562 cho em nhá. 80.000 mã số là 562. Tiếp theo này mọi người ơi, đây một em sát lách rất đẹp nhá mọi nhá. Em này dưới 52 cân thôi. 45 đến 52 cân quay đầu mặt đẹp nhá. Em này lấy 50.000 thôi, mã là 402. 50k mã số 402. Size S cho em này, con này 50.000 nhá, sát lách này mọi người ơi, có bèo tay nhá. Em này 40 đến 50 cân, dưới 50 cân quay đầu mặt đẹp nhá. Dưới 50 cân thôi. Minh Thu Phạm. 50.000 mã là 205. 50.000 mã 205 cho em nhá. Em này size M cho em này, size M nhá. 47 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá. 80.000 mã là 503. 80k mã số là 503 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo, em này dành cho các cô và các chị 60-65 cân này. 205 cho chị Trương Duyên. Em này nó có kiểu như là di lê ở bên ngoài nhá. Giống kiểu như là một set ấy mọi người, nhưng mà nó là liền đấy. 60-65 cân, dưới 65 cân nhá. 80.000 mã là 610. 80k mã số là 610 cho em nhá. Tiếp theo ạ, em này các chị size tầm 48-53 cân nhá. Chấm bi này, chất liệu rất đẹp luôn. Dưới 53 cân nhá, em này lấy mọi người 80.000 mã số 2. 80k mã số 2 cho em. Ok này, em này đẹp chưa? Con này là cổ của nó, cổ 3 cân nhá, rất phù hợp luôn, màu đẹp luôn này. 53 cân quay đầu mặt đẹp ạ, 47-53 cân. Dưới 53 cân quay đầu mặt đẹp cho em nhá, dưới 53 cân thôi. Em này lấy mọi người 80.000 nhá. 610 mã số này mã số 4. Số 3 chị Nguyễn Sofa anh. 80.000 mã số 4 cho em này. Em này 48-55 cân nhá, cánh rơi cho em này, hai bên vai của nó có đáp ren. Dưới 55 cân nhá, 80.000 mã số 6. 80k mã số 6 cho em này. Con này là chất len nhá mọi nhá, len mỏng cho em này. Len mỏng nhá, không phải là nuguri mà là len mỏng ạ. Dưới 53 cân, 47-53 cân nhá, dưới 53 cân quay đầu mặt đẹp cho em này. Em này 80.000 mã là 457, len mỏng đấy. Tầm đầy mặt là đẹp luôn. Tiếp theo mọi người ơi, kẻ này. Size crop top size S. Thủy Nimi. Crop top size S nhá, 50 cân quay đầu mặt đẹp thôi. 60.000 mã số 90. 60.000 mã số 90. Size này 48-52 cân nhá, crop top này. Dưới 52 cân quay đầu mặt đẹp. Em này 70.000 thôi, mã là 119. 70k mã số là 119 cho anh. 70.000 mã số 119 cho anh. 457 chị Lan Nguyễn Thanh. Chơi đi. Đây một em ba lỗ rất xinh này. 50-55 cân nhá. Em này 50.000 mã số là 534. 50k mã số là 534 cho em nhá mọi chị. 90 cho chị Hoàng Hiền. Một em hai dây xinh chưa? Size S thôi, có hai quả dâu rất xinh rồi. Dưới 50 cân nhá. 50.000 mã là 426. 50k mã 426 đi. Chỗ này ba lỗ hai dây này. Ui xinh chưa? Hai dây tiếp này. Ôi. Chỗ này là hai dây rồi, lốt chưa hay là hết luôn. 50 cân quay đầu mặt đẹp nhá, 50.000. Hai dây vừa đắp ren luôn. Mã là 404 nhá. Mã 404 cho em này. Em này nhá, bọn em có cổ size L. 50 à sorry, của mọi người có cổ mà cổ tròn. 55 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân này. Em này em lấy 50.000 à cho mọi người nhá, 70.000 mã là 415. Chị có đồ bộ không chị? Hình như chỉ còn mấy bộ đồ bom, đồ mặc ở nhà bom á. Mấy bộ tôi bình thường tôi đã hay mặc á. Bị bom về 3 bộ kìa. Nhưng mà chưa like đâu. Tiếp theo này, em này đẹp chưa? 48-55 cân nhá, dưới 55 cân này. Em này 70.000, mã là 437. 70k mã số 437 cho em nhé mọi nhá. Em này size M mà đẹp cho em này, chất liệu băng cuốn nhé mọi nhá. Size M. 415 cho chị Hành Hành. Dưới 53 cân quay đầu mặt đẹp ạ. À. Em này 80.000 mã là 167. 80k mã 167 cho em này, len dệt kim nhé mọi nhá. Crop top này. Em này 48-55 cân, dưới 55 cân nhá. 70.000 mã là 483. 70k mã số là 483 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo này. Em này nhá, các chị mặc dáng gấu quần cho em, con này nó là chất liệu băng cuốn. Tem của nó bên trong đây. Em này mặc cánh size S thôi, dưới 50 cân nhá, dáng gấu quần này.
số là 484. Crop top tiếp này. Crop top này size S thôi, 40 50 cân nhá. Em lấy mọi người 70 000 thôi. Xin 167 nữa chị. Dưới 50 cân nhá, 70 000 mã là 488. 70k mã là 488 cho em nhé mọi nhá. Chất liệu băng cuốn, các chị có cân nặng 50 55 cân này. Cổ và tay đều phối dây rất đẹp nhá. Dưới 55 cân 483. Chất liệu băng cuốn nhá. Dưới 55 cân ạ, 80 000 mã là 485. 465 ạ. 485. Mà hôm nay em có áo gió đó chị ơi, chị áo không có gì ạ. À mọi người ơi, em có bộ gió của bọn trẻ con đấy, nhưng mà nó là thôi tí nữa em sẽ bắt tắt một cái like riêng nhé mọi nhá. Tí nữa chị nào vào em sẽ săn bán riêng cho mọi người ấy, bởi vì là cái hàng đấy nó cũng liên quan đến cái thương hiệu người ta đang bán. 481 đó chị Minh Phu Phạm. Nên em like luôn, em like xong và tí em sẽ like xong và em xóa luôn mọi người ta. Em này các chị có cân nặng dưới 52 cân nhá, dưới 52 cân này em này 70.000 mã là 467. Bộ gió cho các bé từ 13 cân cho đến 33 cân là có đấy. Họ vẫn đang giải giá hơn một củ đấy. Em này 48 đến 55 cân nhá, cái tốt lại dưới 55 cân lại 70.000 mã là 463. 70k mã số là 463 cho em nhá. Tiếp theo ạ, em này các chị 50 đến 55 cân nhá. 50 đến 55 cân. Chưa có gì lên lên đâu ạ. Dưới 55 cân nhá, em này 80.000 mã là 53 537. Dạ, không là có cái gì em sẽ thông báo cho mọi nhé. Con này là chất len nhé mọi nhé. Chất len cho em này. 463 chị Phạm Hồng Minh. Mọi người nhá, tí nữa em sẽ làm một số riêng và em sẽ like xong cái em sẽ xóa like luôn. Thúy Vũ. Kết thúc mong tôi ghi em sẽ like cái đấy. Đó là đồ của trẻ con, đồ bộ của trẻ con nhé. À, bộ gió của trẻ con. Họ cũng nói chung là trong quá trình đấy mọi người biết là vì sao thì người ta mới nhờ mình thanh lý hộ thôi. Nó xin lịch với nhau. Ok chưa? Em này 48 đến 55 cân nhá. Em này lấy mọi người mức giá của nó là 70.000 mã 527. 527 cho em. Mọi người sẽ được mua với cái mức giá giống như cái đồ bộ ở nhà luôn á. 50 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân này, 70.000 mã là 194. Tôi đây trên đi giờ sao nhỉ? Lo chuyện thiên hạ. Tiếp theo mà em có cổ dành cho chị size 60 65 cân này. Các chị 60 65 cân là con này đẹp không? Toàn kiểu người ta cần nhờ mình chứ không nhờ người khác, khổ thân phải chưa? 60 65 cân, dưới 65 cân nhá. Em này mức giá 80.000 mã là 465. 465 cho em nhá. Chất liệu sợi size cho em này dưới 52 cân này. Đây. Để gần cho mọi người xem này. Đây, chất liệu rồi. Dưới 52 cân nhá. 52 cân quay đầu còn đẹp cho em này. Em này với mọi người mức giá của nó là 80.000 dưới 52 cân mã 161. Ui đẹp chưa? Săn lách cho em nhá. Đó chị Phạm Hồng Minh. Dưới 52 cân quay đầu ok. 257 chị Minh Thu Phạm. Dưới 52 cân nhá, 60.000 mã là 162. 60k mã 162 cho em này. Tiếp theo nhá, size M 48 đến 55 cân nhá. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá, 80.000 mã là 163. 80k mã số 163 cho em. Tiếp theo. Em này các chị có cân nặng 55 đến 60 cân này. Cổ phối ren cho em nhá, cổ tim ạ. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này 80.000 mã là 142. 80k mã 142 cho em nhá. 461 cho chị Lương Minh Nhuệ. Em này các chị size 50 đến 57 cân nhá. Dưới 57 cân chỗ này có khuy này. Dưới 57 cân nhá, 80.000 mã là 139. 80k mã 139. 163 cho chị Lý ạ. Chất liệu dệt kim nhá, như là họa tiết kiểu như Fendi ạ. 60-65 cân nhá. 60-65 cân nhá, dưới 65 cân này. 80.000 mã 138. 80k mã 138 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo các chị có cân nặng 60-65 cân tiếp này. Màu tím nhá, tím nhạt thôi. 60-65 cân nhá. Em này mức giá của nó 80.000 mã là 136. 80k mã 136. Chị Bích Cường. Crop top này mọi người ơi, xinh quá này. Có khi nó đen chứ. Em này các chị 48 đến 52 cân, dưới 52 cân nhất cái laptop này em lấy 70.000 thôi. À sorry mọi người, dưới 53 cân ok. 70.000 mã là 134. Cái laptop ạ. Một em len nhá. Em len này size S thôi, cổ tim, màu trắng cổ tim nhá. 40 đến 50 cân, dưới 50 cân này, len nhá, 70.000 mã 131. 70k mã 131 cho em. Đây. 134 cho chị Phạm Hồng Minh. 131 mới ép crop top màu cho em này. Em này các chị có cân nặng 48 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá, 60.000 mã là 125. 60k mã 125 cho em nhá.
Em này các chị dưới 53 cân này, 47 đến 53 cân, dưới 53 cân. Em lấy mọi người mức giá của nó 80.000 mã 128. 80k mã 128 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp tục ạ, size tầm 50 55 cân nhá. Màu trắng ạ. 50 55 cân, dưới 55 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá 70.000, mã là 122. 70k mã 122 cho em. Trời, con này size S chút lên mỏng đẹp chưa? Cổ vuông nhá mọi người nhá. 40 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này mức giá là 80.000, mã là 172 này. 28 của chị Hoàng Hiền. 80.000 mã 172. Chị em bị đau chậm. Có mãi không? Không ạ. Tiếp theo nhé mọi size M cho em này. Em này 50 55 cân nhá. Dáng này đẹp lắm, như của Nhật ấy. Dưới 55 cân, dưới 55 cân ạ. Em này mức giá 70.000, mã là 410 này. 70k mã 410 cho em này. 172 cho chị Hoàng Hiền. À, màu đẹp chưa? Lên mỏng cho em nhá. Đây hai tay phối như này này. 47 đến 53 cân, dưới 53 cân nhá. Len mỏng này 70.000, chất như giấy kim, mã là 412. 70.000 mã 412, sắt lách cho em nhé mọi nha. Sắt lách này các chị có cân nặng 48 đến 52 cân. Dưới 52 cân nhá, 60.000 mã là 229. 60k mã số là 229 cho em. 60.000 mã số là 229 cho em này. Đẹp chưa? 48 đến 55 cân nhá, phối màu quá đẹp luôn. Dưới 55 cân, 80.000 mã là 212. 80k mã số là 212 trên. Tiếp theo ạ, em này là các chị size 55-60 cân nhé. Đằng trước 229 linh linh bồi 55-60 cân ạ, dưới 60 cân nhé. Em này 80.000 mã là 254. 80k mã số là 254 cho em. Crop top nhẹ nhàng này 45-52 cân, dưới 52 cân nhé. Em này 70.000 mã là 225. 70k mã 225. Crop top size S thôi mọi người nhé. Con này là chất len mỏng, nó không phải là mông tơ ghi đâu, nó là len mỏng đấy các bạn. 40-48 cân. 125 cho chị bóng xinh. Chất len mỏng đấy ạ. 40-48 cân nhá. Em này 60.000, mã là 403. 60.000 mã 403 cho em. Mọi người thấy em like nhanh không? Hết dãy này. Hết dãy này. Hết là hết. Em này 50-55 cân nhá, dưới 55 cân này. Em này mức giá của nó là 80.000 mã số 7. 80k mã số 7 cho em này. Tiếp theo nhá. Xinh quá này. Crop top nhá mọi người, đẹp chưa cực luôn. Cổ nó cổ khít ạ. Dưới 50 cân, 45 đến 50 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là 70.000 mã là 209 này. Đấy, con đấy phối gì đẹp luôn. 453 cho chị Phạm Thiền. Con này thì XS cho em nhá. Đây, con này chất liệu nhìn nó bé vậy thôi nhưng chất liệu co giãn siêu tốt luôn này. Tem của nó bên trong đấy. Con này là rất dệt kim của nó đấy. Em này 40-48 cân nhá, dưới 48 cân này. Em này 70.000, mã là 565. Nhìn nó bé vậy thôi, có võ. Có dạng tốt luôn. 29 cho chị Phạm Hiền. Len mỏng nhá. 45-50 cân len mỏng này, dưới 50 cân nhá. Em này mức giá là 80.000, mã là 567. Số 7 cho chị Huyền Hoàng. 567 cho em này, tiếp theo nhá. Em này chỉ là size S luôn, dưới 50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 80.000, mã số là 568. S 568 cho em này. Crop top này. Crop top siêu xinh luôn này. S tiếp này. Cổ khít nhá. Crop top này hở rốn đấy. Em này dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 60.000, mã là 536 này. Chất băng cuốn siêu đẹp luôn. 536 cho em nhá. Tiếp theo màu chị nào mà được màu này thì siêu tây luôn này. Dưới 52 cân rồi, 48 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá. 80.000 mã là 543. 80k mã số là 543. 543 cho em nhá. Các chị và các cô nhá, 60 65 cân ạ. Dưới 65 cân nhá. 80.000 mã là 603. 80.000 mã 603 cho em. S cho em nhá mọi nhá. Crop top này. 40 50 cân, dưới 50 cân nhá, 60.000 mã là 241. 543 chị Minh Thu Phạm. 241 cho em. Em này là chất liệu dệt kim cho em này. Dệt kim size M nhá, cánh rơi này, không tay nhá mọi người nhá. Mặc lên đẹp luôn. 50 55 cân, dưới 55 cân ạ, 60.000, mã số là 563 mọi người. 60k mã số là 563. 60 65 cân nhá, dưới 65 cân này, 70.000 mã là 606. Đây sao bên này nhá. Chỗ này là nhiều ba lỗ 2 giây này, mọi người để ý cho em nhá. Nhiều lắm. Ba lỗ 2 giây hơi ít hơn bình thường.
48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân này, 60.000. Mã em này là 535. Nguyễn Sơ Phan 535. Màu xanh nhá. Em này các chị 47 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá. 70.000. Mã là 458. 70.000 mã 458 cho em này. 70k mã 458 cho em này. Màu đẹp chưa? Theo thì mới đi bao nhiêu địa chỉ? Đẹp chưa? Em này dưới 52 cân rồi, 40 52 cân nhá. 70.000 mã là 246. Chị theo thì mới đi bao nhiêu địa chỉ? Khách mới cho em xin thông tin nhá. 50 55 cân nhá, dưới 55 cân này. Em này mức giá 80.000 mã là 234. 80k mã 234 cho em này. Em này nó là cổ yếm nhá, khoét vai cho em này. Cái này thì sexy. 246 chị Mỹ lại nguyên. 48 đến 53 cân, dưới 53 cân nhá. 70.000 mã là 560. 70k mã 560 là sát lách nhá mọi người ơi. Sát lách size S. Chuẩn S nhá, chuẩn S cho em. Dưới 50 cân quay đầu mặt đẹp nhá. 50.000 mã số 1. Một không lách rồi. 50.000 mã số 1 cho em nhá. Tiếp theo em 2 giây xinh quá. 2 giây size S nhá, chất liệu co giãn siêu tốt luôn. Thực ra M mặc vẫn đẹp nhưng mà em tư vấn S thôi. Chuẩn S cho em nhá. Em này 50.000 mã là 247. 247 cho em này. 50 đến 55 cân nhá mọi nhá. Dưới 55 cân này. Em này nếu mà dưới mức giá 50.000 mã là 440. 50.000 mã 440. Cổ đổ cho em này. Em này các chị dưới 51 cân nhá. 47 đến 51 cân cổ đổ này. Dưới 51 cân nhá. 50.000 con này quá đẹp. Mã em này là 249. 234 chị Huyền Hoàng. 22 dây size S nhá. Hai em này em lấy mọi người mức giá 60.000 hai em này, bởi vì nó dây nó nhỏ ấy. Size S hai này 60.000 thôi. 247 chị Hanna. Mã số này là 525. 525 cho em. Đây, em này nhá, M cho em này. Size chuẩn M cho em nhá, 50.000 mã là 424. 424 cho em. 249 chị Hồng Tú. Cổ của chắc cơ nhá. À sorry mọi người, hở lưng này. Em này mời em crop top nhá, hở phần lưng cho em này. Em này các chị dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 50.000 mã là 231 này. 50.000 mã 231 cho em này. Tiếp theo. Dưới 52 cân 424 chị Mỹ Lệ Nguyễn. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 50.000 mã là 425. 50k mã 425 cho em nhá. Một em size M cổ của chắc cơ. Sắt lách size M. Dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 50.000 mã là 448. 50k mã 448 cho em này. Crop top này. Đây. Em này size M cho em nhá, size M cho em, mọi người mặc cái di lê đẹp luôn đấy. Di lê phối với sơ mi trắng ấy. 48 đến 53 cân nhá, 50.000 mã là 497. 50k mã 497 cho em này. Chỗ này mấy con 2 dây xinh quá. 2 giây để sau nha, ở nhà. À lỗ trước này. Dưới 52 cân nhá, chất liệu này. Có giãn siêu sướng luôn. 45 đến 52 cân nhá, 50.000 mã số là 516. 50k mã số là 516 cho em. 48 đến 55 cân này. Sắt lách ạ. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. Em này lấy mọi người mức giá của nó là 50.000 mã là 508. Mọi người không mua ba lỗ 2 giây em chuyển sang cái khác nhá. Bởi vì nó cũng không có. Em này các chị có cân nặng dưới 52 cân. Đẹp chưa? SM dưới 52 cân nhá. Chất liệu co giãn tốt này. 50.000 mã là 924. 50k mã 924 cho em nhá. 525 còn chị ơi. 525 chị Từ Quyên. 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá. 50.000 mã là 519. 519 cho em. 546 chị Nguyễn Huyền. Sát lách. Sát lách này SM mà ok nhá. Phối màu này. SM nhá. 50.000 mã là 521. 50k mã số là 521 cho em. Băng cuốn của Uvan Rivano. Chị Na đưa chị Hà Vân. Em này các chị 48 đến 53 cân, dưới 53 cân nhá, băng cuốn này. 50.000 mã là 520. Đặng Loan. 50.000 mã 520 cho em này. Ba lỗ rồi. Em này dưới 52 cân nhá, 48 đến 52 cân này, 50.000 mã là 523. 50k mã số là 523 cho em. 497 cho chị Nguyễn Thị Tuyết Mai. Ba lỗ tiếp này, ba lỗ size M nhé mọi nhá. Em này 48 đến 53 cân nhá, dưới 53 cân này, 50.000 mã là 531. 50k mã số là 531. 523 cho chị Hiền Nguyễn. Crop top này. Size S rồi, crop top size S nhá, crop top sát lách size S ạ, 50.000 mã là 532. Con này mặc lên thì đẹp ạ.
532 cho em này. Đây, bài lộ tiếp này. F và M dưới 53 cân quay đầu nhá. Tem trong này, dưới 53 cân nhá. 50.000 mã là 526. 50k mã số là 526 cho em. Năm hai cân với chị Hồng phố phẩm. Em này cánh rơi nhá. Này, phối màu đẹp lắm. 50 cho đến 60 cân. Dưới 60 cân nhá, 70.000 mã là 116 đây. 70k mã 116 cho em nhé mọi nhá. 70k mã 116 cho em. Chất liệu mông tư ghi băng cuốn này. Em này các chị 55 đến 60 cân nhá. Xinh lắm. 55 đến 60 cân nhá, băng cuốn nhá. Dưới 60 cân nhá. Em này 80.000 mã số 71. 80k mã số 71 cho em này. 531 cho chị Minh Thu Phạm. 48 đến 53 cân, dưới 53 cân nhá. 80.000 mã số em này là 68. 80k mã số 68 cho em. Tiếp theo màu xanh nhá, có đính cừ cườm cho em này. 50 57 cân nhá, đính cườm. 71 cho chị. 50 57 cân ạ, 80.000 mã số 70. 80k mã số 70 cho em nhá. 526 cho chị Minh Thu Phạm. Một em chất phù của nó là len mỏng này mọi người ơi. Em này chất liệu nhìn vậy thôi nhưng co giãn siêu tốt nhá. Em này F và M là ok. Chất của nó là len. Em này các chị dưới 52 cân nhá. 52 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 80.000 mã số 75. 70 chị Thiệt Nguyễn. 80.000 mã số 75 cho em này. Tiếp theo ạ, size S thôi, 45 đến 50 cân nhá. Dưới 50 cân ạ. Em này mức giá 80.000 mã số 91. 80k mã số 91 cho em. Em này các chị 60, 65 cân nhá. Dưới 65 cân ạ, 80.000 mã số 80. 80k mã số 80 cho em. Một em hàng hiệu này, chất liệu băng cuốn cho em nhé mọi nhá. Em này dưới 52 cân, 45 đến 52 cân nhá. 80.000 mã số 81. 80k mã số 81 cho em nhá. Chín mốt chị Thảo Phương. 55 đến 60 cân ạ, dưới 60 cân nhá, 80.000 mã số 83. 81 chị Hiền Nguyễn. 50 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân này. Dưới 60 cân nhá, 80.000 mã số 84. 80 nữa chị Hạnh Hạnh. Đây chị làm được con này đẹp này. Một em máy body size S nhá. Sorry mọi người, con này là của dành cho các bé nha chị nào. Bé nha chị nào size nhỏ thôi. Hoặc là chị nào có nặng 40-48 cân. Dưới 48 cân nhá. Em máy này là 80.000 đẹp luôn. 80.000 size 4 dưới 48 cân nhá. Mã số là 33. Mã số 33 cho em nhé mọi người nhá. Chất sợi cho em này. 60-65 cân nhá. Dưới 65 cân ạ. 80.000 mã số là 85. 80k mã số 85 cho em này. Tiếp theo ạ. 48 đến 55 cân cổ vuông nhá. Hoa của nó dệt lên rồi. Dưới 55 cân ạ. 80.000 mã là 124. 80k mã 124 cho em nhé mọi nhá. 80.000 mã 124. Em này có đan dây phía sau, đằng trước có giả cúc nhá. Size M cho em. 48 đến 53 cân, dưới 53 cân ạ. 80.000 mã số 98. 80k mã số 98 cho em. 80.000 mã số 98 cho em nhé. 124 chị Hiền Nguyễn. 48 đến 53 cân, dưới 53 cân ạ. 80.000 mã số em này là mã số 55. 80k mã số 55 cho em. Các chị 60 65 cân của em chất liệu như băng cuốn đây này. Dưới 65 cân nhá, 55 đến 65 cân. Dưới 65 cân. Mỹ Lệ Nguyễn. 80.000 mã số 56 đây. Ui con này đẹp chưa? Có theo nhá mọi nhá. Có theo cho em này. 55 cho chị Hà Vân. Em này chị nào có cân nặng size tầm 50-55 cân, dưới 55 cân ạ, 80.000 mã là 142. 80k mã 142. Chất liệu dệt kim, mọi người chốt được con này đẹp luôn này. Size M cho em nhé. 56 chị Thủy Mimi. Size M đấy, size M tem dưới đây này. 48-55 cân nhá, em này 80.000 thôi, mã số là 129. Hơi pha nhũ một chút. 129 cho em này. Nam. 112 chị Trang Xếu. Nam cho em nhé, chồng thì 60-65 cân của Nam. Dưới 65 cân nhé, 80.000 mã là 117. 80k mã 117 cho em này. 129 cho chị Hiền Nguyễn. Tiếp theo nhé, FM cho em này. Chỗ này của nó có nơ đấy mọi người ạ. F và M dưới 53 cân nhé, 80.000 mã số 58. 80k mã số 58 cho em.
Chị nào 60-65 cân chất liệu giật kim này. 117 cái gì hải thủy. 60-65 cân, dưới 65 cân chất liệu giật kim nhá. 80.000 mã số 59. Cánh rơi dành cho chị nào size tầm 55-60 cân nhá. Cánh rơi, hai bên của nó là sợi đấy. 55-60 cân, em này 70.000 mã số 60. 70k mã số 60 cho em này. Một em hàng hiệu nhá mọi nhá. Con này đẹp, có biết đọc tên của nó là cái gì, size M cho em. Chất liệu giật kim. Chị Hiền Nguyễn. 50-55 cân nhá, dưới 55 cân ạ. 80.000 mã số 61. 80k mã số 61 cho em. Em này là một em bẻ cổ siêu đẹp luôn ạ. Em này các chị size tầm từ 55-60 cân nhá. Đẹp này. 55-60 cân ạ. 80.000 mã số 62. Chất sợi size M cho em này. Con này là chất sợi này. 61 cho chị Trần Trần Hoàn. Này chị nào cần chất sợi nhá. Sợi này các chị size M nhá, dưới 53 cân thôi, 48-53 cân ạ, 70.000 mã số 64. Chị Phạm Hiền đi vào số điện thoại để chỉ để được. 62 chị Hiền chị ơi. Chất sợi tiếp này, 60-65 cân các bạn nhá. Mới đi vào số 60-65 cân, em này mức giá 80.000 mã số 66. Có cổ cho em nhá, Miu Miu. Made in Italy à? Miu Miu này, em này các chị F và M mặc đẹp nhá, cái cổ nó dài rất xinh luôn. Mọi người nhìn chưa? F và M mặc đẹp cho em dưới 53 cân nhé, Miu Miu. Em lấy mọi người 80.000 mã số là 25. Chất liệu đẹp đấy. 80.000 mã số 25 cho em nhé. Em này là giả cardigan cho em nhé mọi nhé. Có hoa, giả cardigan chất liệu của nó len kiều. 64 chị Gia Huy. Em này các chị có cân nặng 55-60 cân nhé, giả cardigan cho em này. Có handmade ở hai bên. Chị Hồng em này 70.000 mã số 27. 25 cho chị Hiền Nguyễn. Em này dưới 52 cân. Không nhanh tí em về đấy không like được. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này em lấy 70.000 mã số 29. Sức người có hạn được để lấy chứ. Anh phải nhanh lên chứ cứ quen chậm cứ quen đi. Ngồi cứ ý ra. Em này 48-55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Đằng sau nó có xẻ nhá. Nó giống như kiểu cầu lốc tốt ạ. Em này em lấy mọi người mức giá là 80.000 mã số 30. Em chả cảm ơn đây thôi anh. 48-55 cân nhá. Màu kem đi. Chỗ này của nó là đục lỗ rồi. 48-55 cân nhá. 80.000 mã số 31. Tiếp theo, ui con này size S đẹp chưa. Size S cho em nhá. Cổ có chắc cơ này mọi người này. Size chuẩn S cho em nhá. Dưới 50 cân ạ. 80.000 mã số 32. 80k mã số 32 cho em. Mọi em có cổ size tầm từ 60-65 cân này. 60-65 cân nhá, dưới 65 cân, 70.000 mã số 42. Chị Ngọc Bích nhìn bao nhiêu thông tin ạ? 70k mã số 42 cho em nhé. Size dưới 52 cân nhá. Sắt lách này, dưới 52 cân ạ, em này 50.000 mã số 44. 32 cho chị Trần Phương lo. 50.000 mã số 44 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp theo ạ, em này chất đẹp luôn này. Dưới 52 cân quay đầu bọc đẹp nhá. Con này mọi người rất được mọi người thích luôn. Nó là cardigan đấy mọi người. Chất của nó là tăm dọc này. FM cho em dưới 52 cân nhá. 80.000 mã số 49. 31 chị Huyền Hoàng. Chất len mỏng. 44 chị Cẩm Linh. Con này không phải mông tơ ghi len mỏng thôi nhá. 48-53 cân. Dưới 53 cân nhá. 70.000 mã số 50. 70k mã số 50 cho em này. Tiếp tục ạ. Dệt kim nhá, size S thôi, crop top dệt kim này. Em này dưới 50 cân ạ, 60.000 mã số 53. 60.000 mã số 53 cho em nhá. Bẹt vai cổ thuyền nhá mọi nhá. Bẹt vai này, cái này size S thôi. 50 thôi chị Hiền Nguyễn. Có dây này. Size chuẩn S thôi, 40-50 cân cho em nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này lấy 80.000. Mã số em này là 88 này. Đây cái dây treo đồ của nó đấy. Mọi người treo là đỡ bị giảm. Mã 88 cho em nhá. 88 bọn này nó là len cừu đấy mọi người ơi. Chị nào mà mặc được cái loại này thì rất là đẹp. Về áo thương hiệu chuẩn của nó là thương hiệu về áo Makogaki. 88 cho chị 40-50 cân nhá. Em này 70.000 len cừu đấy. Mã số là 87. Dưới 50 cân 53 cho chị Đỗ Thị Anh Sương. 87 cho em này. Nhá. S thôi mọi người này, con này chất liệu băng phủ
cuốn nhá, cổ là cổ cao, co giãn siêu tốt luôn. 87 chứ chị kỳ 40 50 cân nhá. Em này 80.000, mã số là 118. 118 cho em này. Crop top mọi người nhá. Crop top size S rồi. Dưới 50 cân nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Chất đẹp lắm. 70.000 mã là 127. 70.000 mã 127 nhá. 70k mã 127 nhá. Tiếp theo. Chị nào có cân nặng size to? Em này là một chị nào vừa to 60 đến 70 cân nhá, dáng giống quần cho em này. Bạn này của bọn Trang đấy. 127 là chị Kỳ Nam Nguyễn. 60 đến 70 cân cho em nhá. Em này 80.000, mã số là 445, giống quần này. 445 cho em này. Sợi nhá. Rất sợi này. 50 55 cân nhá, dưới 55 cân này 80.000, mã số này là mã số 24 mọi người nhá. Đây, con này là băng cuốn size SM cho em này. 48 đến 53 cân nhá, SM. Dưới 53 cân ạ, 80.000 mã số 23. 80k mã số 23 nhá, băng cuốn đấy. Tiếp theo nhá mọi nhá. Em này các chị có cân nặng 48 đến 53 cân, dưới 53 cân ạ, 80.000 mã số 20. Cho em một tí. Lấy cái ghế cho chị. Hai thứ chị Bích Cường. Hai ba chị Vạn Tâm. Đấy, ra người thì giới hạn chỉ có thêm một rồi. Một tám cho chị Trang lên. Con này nó bị sứt sợi mà. Em này các chị size dưới 52 cân nhá, 52 cân quay đầu mặc đẹp này, 70.000 mã là 480. 70k mã số là 480 cho em nhé mọi nhá. Màu trắng. Em này là một em cardigan size M nhé mọi nhá. Em với mọi người nhìn rõ không? Đây là có cúc đóng đây nhá, size M cho em nhá. Dưới 55 cân này, em này 80.000 mã là 171 này. 80k mã 171 cho em nhé mọi nhá. Ba lỗ này. Size 50 55 cân nhá, dưới 55 cân này, em này 50.000 mã là 170. Má cá cháo thủ mình. Màu trắng dệt kim size S nhé mọi nhá. Cổ nó cổ khít này. Trắng dệt kim size S nhá, size S dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 80.000, mã số em này là 549. 80k mã số là 549 cho em. Tiếp theo một em hai dây siêu đẹp luôn, hai dây có đính hạt nhá. 50 55 cân này. 50 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân này, em này 50.000 mã là 547 này. Size crop top size S nhá mọi người nhá. 549 trước đó chị Liên Bùi. 50 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 50 cân nhá. Em crop top size S này 60.000 mã là 213. 60k mã 213. Ú con này các bạn size S mặc đẹp luôn. 50. Hai bên tay có bèo nhá, size S. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 50.000 mã là 544. Mọi người có nhìn có bị chói không? 547 thôi anh ơi. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mọi người xem có bị chói không? 213 chị Nguyễn Thị Tuyết Mai. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá là 70.000 mã 522. Thúy kia cứ ra vào. Mày ở lại mua mới ra nhá. Chị cháu đau mắt quá. 40 50 cân. Dưới 50 cân nhá, 50.000 mã là 206. Không mua ủng hộ bạn thì thôi, cứ ra vào. Ôi con này băng cuốn cho em này, 40 50 cân nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này em lấy 80.000 mã là 496. Chất liệu băng cuốn nhá. Con này form của nó là form rộng như thằng 522 chị Trần Phương Loan. Má chị. Má kìa. Má
dưới 55 cân này. Em này em thấy mọi người mức giá của nó là ấm ấm ra một cái gì rồi kìa. Em ấn cái chữ ốc thôi này. Được rồi. Em này các chị size dưới 55 cân nhá. Em này 70.000, mã là 964. Mày thấy không? Giờ ngồi xuống là không đứng lên được nữa rồi. Cảm ơn chị An Hoàng ạ. 496 chị Nguyễn Thị Tuyết Mai. Em ngồi xuống em không đứng dậy được nữa đấy. Giờ bà Hoàng nữa bà ơi. 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân quay đầu ok này. 80.000, mã là 602. 80k mã 602 cho em nhá. Đẹp chưa này? 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân này. Em này 80.000, mã là 475. 80k mã số là 475 cho em này. Tiếp theo nhá, màu trắng này, cái này các chị size M là mặc đẹp nhá. Màu trắng này size M mà ok cho em. 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân này. Em này 80.000, mã là 191. Con ba lỗ này dễ mặc luôn. 55 đến 60 cân, ba lỗ này 50.000 này. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 50.000, mã là 498. 50.000, mã 498 cho em này. Tiếp theo nhá. 48 đến 55 cân nhá. Em này đẹp lắm này. Mọi người mặc lên đẹp lắm. Dưới 55 cân nhá. Dưới 55 cân nhá. Em này 50.000, mã là 499. Mấy con ba lỗ mọi người lấy đi, ít ba lỗ hơn là 2 giây. 47 đến 52 cân nhá, dưới 52 cân này. Em lấy mọi người em ba lỗ này 50.000, mã là 504. 504 cho em này. 2 giây. Chị Phan Trâm. 2 giây là các chị dưới 50 cân thôi nhá. 45 đến 50 cân này, 2 giây là dây chỉnh được. 499 cho chị. 50.000 mã số 500. 50k mã số 500 cho em nhé mọi nhá. Đây em mã 491. Ba lỗ này. Bố chị Nguyễn Huyền. 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân ạ. 50.000 mã số 75. 504 cho chị Hồng Phú Phẩm. 55 đến 60 cân em ba lỗ này. 55 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân ạ. Em này mức giá của nó 50.000 mã 511. 511 cho em này. Con 2 giây đẹp chưa? 55 đến 60 cân nhá, size L cho em. 55 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân ạ. 50.000 mã là 507. 500 cho chị Gia Huy. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này em thấy mọi người. Chị Trần Thị Nhung. 50.000 mã là 494. 494 cho em này. 55 đến 60 cân tiếp này. Ủa con này đẹp lắm. Dưới 60 cân nhá. Em này mức giá của 50.000 mã 510. Ui, cổ cao nhá, sát lách cổ cao này mọi người ơi. 498. Sát lách cổ cao này. Anh FM 494 rồi. Sát lách cổ cao với mọi FM này các bạn này. Em này các chị dưới 55 cân nhá. Em này 50.000 mã 514. Dưới 60 cân này các bà ơi. Con này như là di lê ấy mọi người. Dưới 60 cân nhá. Em này 50.000 mã là 103. 494 chị Trần Thị Nhung. Con này là chất liệu dệt kim cánh rơi nhá mọi người nhá. 48 đến 55 cân nhá. Đây. Dưới 55 cân nhá. Em này em thấy mọi người 70.000 dệt kim mã là 111. Cái gì ở trên đấy. Mã em này là mã 111 cho em. 514 chị Sao Trần. Màu này là màu xám lông chuột nhé mọi nhé. Màu xám nhé, cổ V này, 48 đến 55 cân nhé. Màu xám á, xám sáng á, dưới 55 cân nhé. Em này mức giá của nó là 80.000, mã là 129 ạ. Màu 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 đó chị Hiền Nguyễn. Cổ khít cho em này, size M nhé mọi nhé. Size chuẩn M cho em, có tem dưới á. Dưới 55 cân, màu trắng nhé. 80.000, mã 115. 80.000 mã 115 cho em. Các chị có cân nặng 50 55 cân, dưới 55 cân nhá. 80.000 mã là 116. Size S cho em ạ, dưới 50 cân màu kem nhá. Size S có rút ngực rút ngực này. 50 cân quay đầu nhá, 80.000 mã là 117. Màu trắng cổ khít này mọi người ơi.
Đây này, mọi người lấy những con này này, size M cho em nhé. Đẹp này. Màu trắng ấy, trắng kem, cổ của nó, cổ 3 phân nhỏ nhỏ đấy. Em này 48 đến 55 cân nhá. Chị Thúy Hằng 80.000 mã là 121. 80k mã 121 cho em nhá. Màu của nó màu hồng phấn cổ chóc cơ này. Em này phi size nhá, nhưng mà M M là mặc đẹp nhất. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân màu hồng nhá, cổ của chóc cơ này. 80.000 mã 120. Bốn tám đến 55 cân crop top nhá, dưới 55 cân này. Em này 60.000 mã là 192. 60k mã 192 cho em. Các chị 55 đến 60 cân nhé mọi người nhá. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này có giá 80.000 mã 109. Con trắng mà của 3 phân không lấy đưa đây cho chị để chị cho về nó mặc lại. 192 chị Hiền Nguyễn. Nhiều hôm nay không có gì mặc luôn á. Đây, bà đứa con này đẹp này. 50, 55 cân nhá. 50, 55 cân ạ. À. Em này 80.000 mã 108 này. 80k mã 108 cho em. Em này là một em dân chơi. Cổ đổ cho em nhá mọi người nhá. Em này à, chị bà đứa con này đẹp luôn. Em này các chị 48 đến 53 cân nhá, dưới 53 cân này. Em này lấy mọi người mức giá là 50.000 thôi, mã là 513. 50.000 mã số là 513 cho em. 108 chị Trang Xếu. 60 65 cân nhá, dưới 65 cân này. Em này lấy mọi người mức giá của nó là 80.000 mã số là 18. 80k mã số 18. Đây 60 65 cân tiếp. 513 cho chị Hiền Nguyễn. 60 65 cân nhá, dưới 65 cân ạ, 80.000 mã số 19. Ôi ôi, cổ thuyền nè, cổ bẻ nè. 198 cho chị nhỏ Ngọc. Băng cuốn nhá, dưới 52 cân ạ, 45 đến 52 cân ạ. Em này 80.000 mã 102. Đến hết rồi nhá. À mọi người ơi, kết thúc cái này này này. Em sẽ tắt like khoảng tầm 10-15 phút sau em sẽ lên cái like khác về cái áo bộ gió của trẻ con và người lớn hàng Adidas nhé mọi người nhé. Like đấy, like xong rồi sẽ xóa đi luôn. Thế nên là tí nữa mọi người nhớ là để ý vào xem nhé, không thì lại thiệt hơn, không có đồ. 55-60 cân nhé. Em này em thấy mọi người mức giá của nó là 70.000 mã số 21 này. Bộ gió nhé mọi người nhé, siêu hot đấy ạ. Cả trẻ con cả người lớn, như chỉ có nam không có nữ. Em này các chị size 48 đến 55 cân nhá. 80.000 mã số 22. Đẹp chưa? Size S cho em này. S nhá mọi nhá, chuẩn S thôi. Chuẩn S nhá, dưới 50 cân này. 50.000 mã là 512. 50.000 mã số là 512 cho em nhá. Băng cuốn này các bạn này. Băng cuốn này size M cho em nhá. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân này, 80.000 chất liệu băng cuốn mã số 12. Con này mọi người đi mua chắc chắn phải tầm 4-5 củ, 4-500 luôn á. Mã số 12 này. Cảm ơn cái gì, 4-500 luôn á. Tiếp theo này, em này các chị 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá, 70.000 mã số 13. Số 12 chị Hiền Nguyễn. Có bèo cho em đấy, 48 đến 52 cân này, xinh lắm, dưới 52 cân là 80.000 mã số 15. Một em chất liệu dệt kim nhé mọi nhá. Con này các chị 60-65 cân, dáng dấu quần nhá. Dệt kim ạ. 60-65 cân ạ, 70.000 mã số 16. 13 cho chị Trang Xếu. Con này là cổ thuyền nhá. 50-55 cân cho em này. 15 cho chị Hiền. Dưới 55 cân, 70.000 mã số 17. Em này các chị dưới 65 cân nhá. Chất đẹp quá. Chất như băng cuốn ạ. 60-65 cân nhá. Em này em lấy mọi người 80.000 mã là 189. 80k mã 189 cho em này. Cánh rơi ạ. 17 cho chị Hiền Nguyễn. Cánh rơi nhá, chất của nó là len. Em này nó là hàng thiết kế nhá. Nhưng mà phải không nhỉ? Tem cổ nó đây rồi.
Sorry mọi người, em không biết mặc con đấy đâu. Các chị có cân nặng tầm 50 rồi 55 cân nhá, dưới 55 cân này. Em này 70.000 mã là 432. Con đấy em không biết mặc đâu. Ui cái này size bự cho em à. 60 65 cân cho em nhá. 60 65 cân nhá, dưới 65 cân này, 70.000 mã là 431. Nam giới á. 43 chị Đặng Loan. 50 60 cân nhá, dưới 60 cân ạ, dệt kim ạ, 70.000 mã là 178. Có cổ này mọi người này. 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân ạ, 80.000 mã là 179. Chất len mọi người nhá, 50 55 cân này. 50 đến 55 cân nhá. Em này 70.000 mã là 173. Cái áo nam đấy nó bị bẩn ở cổ em bỏ đi rồi chị ạ. Ui em này 48 đến 55 cân nhá, bác cuốn cho em. Dưới 55 cân nhá, em này 80.000 mã 180. 179 cho chị Bích Cường. 180 cho em này. Chị nào 60 đến 65 cân nhá. 60 65 cân màu tím này, dưới 65 cân nhá. 80.000 mã 182. Có cổ này các bạn này. Ô, Tom Brown này. Hàng của Tom Brown này mọi người nè. 182 cho chị Thu Trần. 55 với 60 cân của Tom Brown nhá. Em này 80.000 mã là 193. 80k mã 193 nha. Cổ cao size S này. 40 50 cân nhá, dưới 50 cân ạ. 80.000 mã là 493. 80k mã 493, chất len kiều mỏng này. Chất len mỏng nhá, cổ cao không phải mông tư ghi đâu ạ. 50 55 cân chất len mỏng nhá. Dưới 55 cân ạ, 70.000 mã em này là 201. Crop top này, crop top này các chị 48 đến 52 cân. Crop top hồng phấn nhá, dưới 52 cân ạ. Em này 60.000 mã là 169. 493 đó chị Khánh Huyền. Cái này cổ có chóp cơ như này này mọi người này, để móc lên nhá. Đây, cổ thuyền cho em nhá. 50 57 cân nhá. Em này mức giá 70.000 mã 433. 70k mã 433. Chị Khánh Huyền đi bao nhiêu số thoại chị? Ép cho em nhá, dưới 50 cân cho em này. Chất của nó chất len kiều ạ. 50 cân quay đầu mặt đẹp nhá. Em này 70.000 mã là 185. 70k mã 185 cho em nhá. Chất sợi nhá mọi nhá. Sợi len đấy mọi người ạ. Đây. Em này chị nào cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân. Cái này các chị nào có phong, phong cách thì lấy được. Dưới 60 cân nhá. Em này 70.000 mã là 186 à. Chất sợi nhá. 186 cho em này. Em này len ạ. Len mỏng size L cho em. 55 đến 60 cân nhá mọi nhá. Chất len mỏng này. Màu xanh nhá. 55 đến 60 cân ạ. 70.000 mã 187. 186 chị Nguyễn Hiền Nguyễn. Ôi các chị mặc con này quá đẹp luôn. Chị nào mà mặc được chất này sẽ xinh thích lắm. 48 đến 53 cân nhá. Họa tiết in 3D. Dưới 53 cân của các chị nhá. 80.000 mã 181. Một tám năm cho chị Nguyễn Hiền. 40 50 cân nhá. Dưới 50 cân ạ, 70.000 mã 101. Băng cuốn này mọi người ơi, băng cuốn crop top này. Em này 48 đến 52 cân này. Dưới 52 cân nhá, băng cuốn ạ. 80.000 mã là 107. Con này chất của nó chất dệt kim này. Size S này mọi người, Urban Vivano nhé mọi nhé. S rồi, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhé, 80.000 mã 130. 107 cho chị Hà Vân. Các chị size M cho em này. 50, 55 cân nhé, dưới 55 cân ạ, 80.000 mã 164. Thanh tốt này. 101 cho chị Gia Huy. 48 đến 55 cân nhé, con này đẹp lắm. 130 chị Hồng Phố Cổ. 10, 55 cân nhé. Em này em đến mọi người mức giá của nó là 60.000 mã 104 này. Mọi người ơi, em xuống like nhé. Tí nữa khoảng 15 phút nữa. Hoặc 15 phút nữa đây mấy. Bây giờ 9 rưỡi rồi. Hẹn mọi người lúc 10 giờ kém 10. Em sẽ lên bộ đồ Adidas.
của trẻ em và người lớn nhé mọi nhé. Hàng họ vẫn đang bán ở trong shop đấy. 104 cho chị Hà Vân. Đó là hàng thanh lý ấy, thế nên là em like xong em sẽ xóa luôn nhé mọi người nhé. Ai cần săn đồ cho con và cho chồng thì mọi người vào cho em nhé.